Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Tâm Sáng Tato. Có cái hình ở cổ mà mãi chưa có thời gian đi xăm lốt anh em ạ. Anh em thấy có được không? Hình này là mình xăm không tê anh em nhé. Anh em nào đã trải nghiệm cái hình xăm là ở cổ mà xăm không tê chưa? Đấy, cánh tay bên này mình xăm không tê full nhé. Ngực này thì đi led không tê, còn đánh bóng thì có ủ tê này. Đấy, cánh tay bên này thì không tê nhá. Đấy, những vị trí, những hình xăm của mình thì đa số là không tê. Chỉ có mỗi hình xăm Phượng Hoàng này thì ngày xưa là xăm ở chỗ sư phụ Quang Tim ấy. Thì là một bạn học cùng mình, thì mình cho bạn ấy đi led. Đi khá là đau anh em ạ, đi led không tê. Bạn ấy đi 7 tiếng đồng hồ, hơn 7 tiếng đồng hồ. Trời đất ơi, nghĩ lại mà đau nhất là những cái vị trí xương xương này này, ở sát cái khe ngực ấy, nó đau dã man, tàn bạo luôn anh em ạ. Ok anh em, để với quay lại với chủ đề của ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em đó là scan một cái hình nhiều chi tiết. Ok anh em, scan hình nhiều chi tiết anh em nhé. Chúng ta sẽ scan như thế nào, làm sao cho nó hiệu quả thì anh em cùng theo dõi một cái hình ở đây. Hình này thì tí nữa mình sẽ thực hiện, mình xăm và mình có quay lại cái phần đi lên lưng cao và đánh bóng cũng như là vào màu để cho anh em xem và tham khảo. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của mình nhé. Còn cái video đầu tiên thì mình sẽ úp lên cho anh em, đó chính là hướng dẫn scan cái hình chi tiết. À, những hình nhiều chi tiết như này này thì mình sẽ scan như nào cho nó ok anh em nhé. À, ok, let's go nhá. Hình này đẹp đấy, ghê không anh em? Hello, ok anh em. Thì đây là cái hình mà mình sẽ scan ra và mình sẽ chuẩn bị mình làm. Thì đây chúng ta có cái mặt của một chiến binh và đầu đội cái mũ hùng hổ. Về cái giấy than thì chúng ta nên sử dụng một cái giấy than mới, nhưng mà ở đây mình hết giấy than rồi anh em ạ. Nhưng mình vẫn sử dụng lại một cái giấy than này. Cái giấy than này thì mình mới in được hai lần hình bé bé. Thì bây giờ mình sẽ in lốt cái hình này một lần nữa, làm 3 lần. Thì in ở đây thì mình quan trọng mình phải chú ý đến phần gì? Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải chú ý đến những phần nét của một cái hình. Thì đây, đây là những cái phần nét này. Đấy, đây là những cái phần nét của một cái hình này. Khi mà chúng ta scan những cái phần nét của một cái hình này thì chúng ta phải chú ý đến cái điều gì của một cái nét của một cái hình. Ví dụ như chúng ta sẽ scan một cái dây này. Đây là cái dây này, còn đây là cái đầu của cái dây, nó có cái hạt với lại cái đầu của sợi dây này. Thì chúng ta khi mà chúng ta scan ấy thì chúng ta phải hình dung và chúng ta phải nhớ đến một điều, đó chính là khi mà scan thì chúng ta phải biết là chúng ta đang scan cái gì. Giả dụ đây nó là cái dây này thì nó là sao, nó sẽ hình cong đấy, nó sẽ hơi cong một chút đấy. Mình phải nghĩ trong đầu nó hơi cong một chút. Khi mà mình nghĩ trong đầu ấy thì cái tay của mình nó sẽ lập tức là nó sẽ hướng đến cái chiều cong này, và cái tay của mình nó sẽ thả lỏng ra anh em nhé. Nên khi mà anh em xăm như thế thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Ok, đây, hình xăm này là một cái hình xăm của một ông anh thiết kế, thì mình có copy lại và mình làm ở đây là mình làm để mình chia sẻ những cái kỹ thuật và kiến thức về tattoo để cho anh em biết thôi đấy, cơ bản nó như thế. Nhưng đây là một hình khá là đẹp, mình muốn làm lại cái hình này. Đấy, về những cái vị trí tóc này thì chúng ta cần phải quan tâm đến những cái điều gì, thì chúng ta phải quan tâm đến những sợi tóc này. Đấy, chúng ta phải quan tâm đến những sợi tóc và vùng sáng và vùng tối của một sợi tóc này. Đây, nó sẽ có những cái vùng cách ra, vùng sáng và vùng tối ấy. Đây nữa thì chúng ta, cái quá trình mà đánh bóng thì chúng ta sẽ quan tâm đến vùng sáng và vùng tối, còn khi mà chúng ta đi led và scan ấy thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái vị trí mà cái led của nó sẽ phân bổ như thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có led đậm và led nhạt, led thanh và led mảnh ấy. Đây là dụ những cái mắt này, chúng ta sẽ có hai phần led, một này là led đậm này, hai là cái led mảnh ở phía trên này đấy. Đấy chính là cái mi mắt ấy. Đấy, còn đây là chính là cái mắt này. Ok, đấy, kể cả mồm cũng thế nhá. Đây chính là vị trí mà đánh dấu vị trí cằm ấy. Đấy, khi mà lên cái đầu hổ này chúng ta sẽ phải quan tâm đến vùng nào, đó là chính là cái vùng đen đen, cái lông, vị trí lông đen của con hổ này này. Đấy, hổ này không phải là hổ tả thực, hổ này là hổ
thể loại hình châu Á, hình Nhật lưu nhé anh em nhé. Đây là một thể loại hình Nhật lưu khá là mới, phong cách khá là mới. Đấy, đâm ra là nó sẽ thiết kế có hình thì đơn giản, có hình thì phức tạp. Nhưng cái hình này nhìn chung là nó cũng khá là vừa vừa, chi tiết nó cũng không nhiều lắm, nó vừa đủ để cho chúng ta có thể là tập luyện và chúng ta thực hành. Đấy, ok anh em. Bây giờ thì anh em cùng xem mình scan nhé. Khi mà scan thì chúng ta nên chuẩn bị một cái bút bi. Bút bi ở đây ngòi thì chúng ta sẽ chuẩn bị bút bi ngòi to anh em nhé. Cái ngòi này này. Cái ngòi để chúng ta scan ấy thì chúng ta sẽ chọn cái ngòi của nó to chứ không phải là cái ngòi bé tí. Có cái loại bút bút bi mực đen mà cái vỏ nó bằng nhựa thì ngòi của nó sẽ bé hơn cái ngòi này. Khi mà chúng ta scan bằng cái ngòi này thì led của nó ra nó sẽ chuẩn hơn và nó sẽ đậm hơn. Còn khi mà chúng ta scan một led này ra rồi, nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu đi led thì chúng ta phải chú ý đến vị trí là led to và led bé. Khi mà chúng ta đi những vị trí led to này thì chúng ta sẽ phải sử dụng kim khác, và đi những vị trí bé thì chúng ta phải sử dụng kim khác, cũng như là cái lực mà chúng ta đi nó sẽ khác nhau anh em nhé. Đấy, thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải chú ý đến ở cái vấn đề mà đi led. Ở những cái vấn đề đi led ấy thì video sau mình sẽ up lên cho anh em. Thì anh em đang xem video này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của mình nhé. Ok anh em. Đấy, thì đây là một cái hình màu. Thì mình ở đây thì có cả vị trí nằm màu và đen trắng, và có cả vị trí mà chúng ta đi màu từ cơ bản cho tới lưng cao ấy, thì anh em cùng nhau chú ý cũng như là cùng nhau quan sát anh em nhé. Khi mà chúng ta scan ấy thì anh em chú ý là chúng ta sẽ cầm chắc vào một chút anh em nhé. Chúng ta sẽ cầm chắc vào. Khi mà chúng ta cầm chắc ấy thì chúng ta sẽ có những cái đường scan nó sẽ gọn gàng và nó sắc nét hơn. Nó giống như kiểu khi mà chúng ta đi led ấy thì chúng ta sẽ cầm máy chắc. Đấy. Và cổ tay chúng ta sẽ thả lỏng, còn cái vị trí cầm của chúng ta sẽ chắc. Đấy, giống như kiểu là cái kỹ thuật mà chúng ta cầm máy ấy. Anh em nào còn chưa biết cái kỹ thuật cầm máy ấy, thì anh em hãy để lại một comment nhé. Nếu như mà nhiều anh em chưa biết về cái kỹ thuật cầm máy xăm để làm sao cho nó không run tay, cũng như là đi led cho nó không bị đứt led, cũng như là không bị run tay ấy, thì anh em hãy để lại một comment nhé. Thì nếu như mà nhiều thì mình sẽ làm một cái video chia lại những cái kiến thức về cái kỹ thuật đấy cho anh em. Ok, bây giờ mình sẽ scan này. Đấy, scan ở đây thì anh em có thể scan từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới, nhưng mà chúng ta phải scan làm sao cho nó đầy đủ những cái chi tiết, anh em không được bỏ led nhé. Ở đây thì mình chỉ scan những cái nét chính thôi, còn những cái led phụ ấy thì hoặc là những cái vùng sáng tối, giả sử vùng sáng tối của một cái đánh, khi mà chúng ta đánh bóng một cái hình ấy thì mình sẽ không scan những cái vị trí đấy nhé. Thì trong quá trình mà mình đánh bóng ấy thì mình sẽ scan, mình sẽ nhìn vào cái hình trực tiếp như này và mình sẽ xăm. Ok anh em nhá. Bây giờ mình sẽ scan này. Đấy, tay này cầm này. Đây là một cái hình khá là nhiều chi tiết, đâm ra là khi mà chúng ta scan ấy thì chúng ta phải scan cẩn thận, chúng ta đừng bỏ qua những cái chi tiết nào nhé. Anh em phải chú ý về là đừng bỏ qua cái chi tiết nào cả, để cho một cái hình xăm của mình nó không bị mất chi tiết, nó sẽ đầy đủ những cái chi tiết lại thì hình xăm của mình nó sẽ đẹp hơn, để khi mà mình làm ấy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, anh em lên, có thể anh em nên chọn một cái vị trí ngồi làm sao cho nó hợp lý, cho nó thoải mái nhất. Khi mà những cái vị trí ngồi của mình nó thoải mái rồi ấy thì mình scan hoặc là mình ghét ấy thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tua nhanh hơn một chút để cho anh em xem cái quá trình mình scan cho nó dễ anh em nhé.
Ok anh em, vừa rồi thì anh em đã xem cái đoạn mà mình tua nhanh cái quá trình mà mình scan một cái hình này, và bây giờ sẽ là cái kết quả của nó nhé. Khi mà chúng ta scan đúng kỹ thuật thì chúng ta sẽ có một cái hình nó sẽ như thế này. Ở đây là mặt sau. Vì cái giấy than này nó gần hết rồi nên nó sẽ mực của nó sẽ không được đậm như là bình thường nhé. Nhưng mà như thế này thôi thì chúng ta vẫn có thể chúng ta xăm được. Và đặc biệt cực kỳ quan trọng là khi mà chúng ta scan xong, chúng ta sẽ dơ lên ánh điện và chúng ta sẽ soi. Khi mà chúng ta soi như thế này thì nó sẽ lộ ra những cái vị trí là vị trí mà chúng ta chưa scan. Giả dụ như ở đây chúng ta sẽ có một cái mắt của con người, mắt bên này này. Đây nhá, khi mà dơ lên này, đấy, nó chưa scan này. Và một cái vị trí nữa là cái vị trí này nhá. Đấy, anh em chú ý ở vần tai này, mình dơ lên bóng điện này. Đấy, còn một cái đường nữa mà chưa scan. Đây là cái quá trình mà khi mà chúng ta scan lại một cái mẫu nào đó thì chúng ta phải chú ý những cái điều đấy. Anh em phải sau khi chờ anh em scan xong thì anh em phải dơ lên để xem còn thiếu cái vùng nào, vị trí nào anh em chưa scan để anh em tiến hành scan lốt anh em nhé. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình scan lốt cái mắt này này với lại cái vị trí này là xong. Ok anh em. Đấy thì cái quá trình của nó sẽ là như thế. Ok anh em. Đấy, cảm ơn anh em đã xem hết video nhé. Đấy. Đấy, sau khi scan xong thì chúng ta sẽ dơ lên để chúng ta xem lốt. Rồi, vậy là chúng ta bắt đầu có thể xăm được rồi đấy. Đấy. Anh em rất chi là đơn giản và dễ hiểu phải không anh em? Đấy, chúc anh em thành công nhá. Khi mà anh em scan này, anh em còn có những cái thắc mắc gì anh em chưa biết thì anh em hãy để lại một comment, để lại một bình luận nhá. Mình sẽ giải đáp những tất cả những thắc mắc của tất cả anh em. Anh em đừng quên là nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những video sớm nhất và mới nhất của mình nhé. Video sau thì mình sẽ lên cho anh em video delete của cái hình này, sau đó là đánh bóng và vào màu. Ok anh em. Chúc anh em ngày mới vui vẻ nha.